Xin chào các anh em, hôm nay shop phong thủy Lương Sơn đặc biệt khuyến mại giảm giá với bộ kiếm nhật màu đỏ này Giá bán trước đây là 2 ,6 triệu 6, nay shop chỉ còn bán ở mức giá là 2 triệu Thế thì ấy, cái bộ kiếm nhật này ấy, nó có khác gì với những cái bộ kiếm nhật trước đấy không? Nó hoàn toàn là giống nhau, chỉ là shop nghỉ bán nên nên sẽ bán thanh lý tất cả Và cái bộ này đặc biệt nó có số lượng rất giới hạn, nó chỉ còn lại một bộ duy nhất thôi Thế thì ấy, bộ này nó có những thông số kỹ thuật như sau, tiểu kiếm 60cm trung kiếm 80 cm và thượng kiếm 100 cm. Vỏ kiếm được làm bằng gỗ và khắc rồng. Đây là chi tiết bên ngoài của thanh kiếm. Bên trong là lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm nó dày 1 mm và kiếm này nó chỉ để kiếm này nó chỉ để trưng bày và không có khả năng gây sát thương. Nếu anh em nào muốn mua cái bộ kiếm nhật đỏ này thì hãy liên hệ với shop theo số điện thoại trên video. Shop chỉ ưu tiên giao hàng ở khu vực Hà Nội và các tỉnh xung quanh Hà Nội. Hãy đặt hàng nhanh để sở hữu cái bộ kiếm nhật duy nhất này của shop và nó có thể là sau đấy bạn sẽ không còn ở sở hữu được một bộ kiếm nhật đẹp như thế này nữa.